Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình dự đoán World Cup 2018. Vào lúc 1 giờ ngày 20 tháng 6 diễn ra trận đấu thứ 3 của bảng A, Nga gặp Ai Cập. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những nhận định về lực lượng và sự chuẩn bị của hai đội cũng như là dự đoán tỷ số của trận đấu. Để thua Uruguay trong lượt trận mở màn cho nên một chiến thắng trước đội tuyển Nga sẽ là nhiệm vụ mà Ai Cập phải làm vào rạng sáng ngày 20 tháng 6. Vì nếu nhận kết quả hòa hoặc thua thì xem như tấm vé đi tiếp đã nằm ở rất xa tầm tay của huấn luyện viên Hector Cooper và các cầu thủ của mình. Kiểu gì thì ông Cooper cũng phải tìm cách để Salah ra sân thi đấu. Ông nói rằng Salah đã bình phục. Chúng tôi đã biết là cậu ấy hồi phục trước trận đấu gặp Uruguay. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bài kiểm tra y tế cuối cùng cho cậu ấy trước khi xếp vào đội hình chính. Chúng tôi sẽ có một bài test quan trọng và xem cậu ấy sẽ thực hiện như thế nào. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ bình phục hoàn toàn và thi đấu với phong độ tốt nhất. Tôi chắc chắn rằng Salah có thể làm được. sala à, Salah là một mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của chúng tôi. Đây có lẽ là lời phát biểu mà chúng ta muốn nghe nhất trước khi trận đấu này diễn ra. Zagreb không đủ thể lực để thi đấu. Huấn luyện viên Stanislav Cherichov cũng chẳng phải quá bận tâm khi đã có trong tay một Cheryshev cực kỳ xuất sắc. Ngoài ra thì ông Cheryshop cũng đang sở hữu những cái tên vừa kỹ thuật vừa tốc độ như là Zuba, Smolov hay Golovin. Sự hiệu quả từ những pha lên bóng của đội tuyển Nga đã được thể hiện bằng việc có đến 5 bàn thắng ngay trong lượt trận đầu tiên. No sala, no party. Tạm hiểu là không có sala thì chẳng có gì cả. À, khi mà số 10 trở lại thì mọi hàng phòng thủ sẽ phải châm chinh nếu như thật sự Salah ra sân thì 10 cầu thủ còn lại của Ai Cập kể cả thủ môn El Senawi sẽ là 10 vệ tinh xoay xung quanh anh. Bộ tứ tấn công Chernyshev, Kolovin, Samedov và Smolov đang tìm được tiếng nói chung. Trên đà thăng hoa, chúng ta hoàn toàn có tin rằng đội tuyển Nga sẽ thi đấu cởi mở. Họ đặt mục tiêu 3 điểm trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Uruguay. Tấn công, tôi tin là đội tuyển Nga sẽ chơi như vậy. Ai Cập là đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân và khi cá nhân đó vừa hồi phục chấn thương chưa đạt được 100% phong độ thì đội bóng Bắc Phi sẽ phải chấp nhận thân phận của kẻ nằm chiếu dưới. Chúng ta biết rằng Salah là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới. Những mảng biến phản công của Ai Cập sẽ phải trông cậy vào anh rất nhiều. Ngay chấp nửa trái, tại xỉu chỉ là hai bàn. Tôi xin phép dự đoán tỷ số trận này là 1-0 nghiêng về cho đội tuyển Nga. Bạn thì sao? Bạn hãy đưa ra cái dự đoán về kết quả trận đấu này bằng cách là comment phía dưới video đang xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.